Mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình đưa con của mình đi đến phòng nha khoa ở trung tâm của thành phố Hans để khám răng định kỳ. Gần nhà mình ở thì cũng có một vài phòng nha khoa, nhưng mình thường chọn ra đây để kết hợp đưa cháu đi dạo chơi và ngắm cảnh thành phố. Đây là thành phố Hans. Thành phố này nằm ở phía bắc của nước Pháp và cách Paris khoảng 150 km. Đây là trung tâm y khoa này các bạn. Trung tâm y khoa này có tên là Hôtel de la Mutualité, được đặt tại trung tâm của thành phố Reims. Ở đây ngoài các phòng khám nha khoa còn có khám mắt, khám tổng quát và tư vấn về tâm lý. Ở đây mình thấy có bảng tên của các bác sĩ làm việc ở trung tâm y khoa này. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ lấy số thứ tự từ chiếc máy này. Sau đó thì mình sẽ ngồi chờ để đến lượt làm thủ tục giấy tờ. Số thứ tự sẽ được hiện lên trên màn hình ở phía trước mặt. Chi phí khám bệnh ở đây sẽ được bên bộ phận y tế và bảo hiểm chi trả. Mình đã làm xong thủ tục giấy tờ và bây giờ mình sẽ đi đến phòng khám nha khoa. Phòng khám nha khoa nằm ở lầu 2. Ở đây có thang bộ và cả thang máy. Hôm nay thì mình thấy cũng ít người đến đây khám chữa bệnh. Dọc theo lối đi này là các phòng khám nha khoa. Bây giờ mình sẽ đi đến phòng chờ. Còn đây là phòng chờ nè các bạn. Mình thấy phòng chờ này sạch sẽ và được trang trí bằng những dòng chữ nhìn khá đẹp mắt. Hôm nay thì mình thấy cũng ít người đến đây khám chữa bệnh. Trên tường người ta dán những chữ có ý nghĩa như là chào đón, tiếp đón, hãy cung cấp thông tin, hãy bình tĩnh. Bây giờ thì con mình đang được nha sĩ kiểm tra răng. Con mình đã được kiểm tra răng xong và chi phí sẽ được bên y tế và bảo hiểm chi trả toàn bộ. Ở đây có Bara Pharmacy, là cửa hàng dược phẩm rất lớn và đẹp nè các bạn. Trung tâm y khoa này rộng rãi, thoáng mát và được lắp đặt bằng kính nên nhìn rất là sạch sẽ. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi dạo quanh thành phố. Thành phố Reims được mệnh danh là thành phố của những công trình kiến trúc.
Trước mặt mình là một tòa nhà rất lớn, nằm trải dài dọc theo gần hết cả một con đường. Mình rất thích ngắm thành phố vì ở đây có những tòa nhà mang kiểu kiến trúc cổ kính rất đẹp. Mình thấy thành phố mang vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ kính. Đây là xe điện tramway đó các bạn. Đây là xe điện tramway chạy trong thành phố. Càng ngắm nhìn thì mình càng phát hiện ra vẻ đẹp ẩn giấu bên trong của thành phố này. Phía bên kia là một khách sạn được xây dựng theo lối cổ xưa. Hôm nay trong thành phố đang diễn ra một số hoạt động giải trí rất nhộn nhịp. Đây là quang cảnh ở phía trước nhà thờ Đức Bà Rang nè các bạn. Thành phố Rang được mệnh danh là thành phố của những công trình kiến trúc và được xây dựng mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.